Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng Thưa quý vị, đón tiếp anh Nhân và chị Hải Cặp vợ chồng ở Toronto Là fan của tôi Đã đi hàng vạn dặm tới thăm tôi Chúng tôi đã có một buổi chiều tối thật vui vẻ Và cũng nhiều chuyện bàn cũng thích thú lắm trong đó có nói về vấn đề là cái bang là lang thang Tôi là bang chủ cái bang chuyên môn đi lang thang Gặp một cặp vợ chồng cũng thích lang thang Như anh Nhân và chị Hải Lang thang từ Toronto Qua tiếp tới tầng Vancouver Là bao nhiêu ngàn cây số phía tây của Canada Lang thang xuống Seattle Rồi lang thang xuống San Diego Rồi lang thang về lại Seattle lang thang dọc xuống dưới Houston để gặp tôi thì tôi nói với anh chị là bây giờ anh chị lang thang tới đó rồi bây giờ đến phiên tôi lang thang anh chị sắp sửa lang thang qua bên Destin Florida tôi cũng lang thang thưa quý vị tôi là chủ chủ môn mà ban chủ cái ban mà cho nên tôi lang thang tiếp sáng nay tôi dậy thì tôi dọn dẹp để tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi hút bụi rồi về để tôi chuẩn bị bay như tôi đã vô tình tiết lộ lúc mà tiễn tạm biệt anh, anh, Nhân và chị chị Hải đó là tôi đi Nam Mỹ. Tôi đi Nam Mỹ cái này là lâu lắm thưa quý vị. Lý do là ở Nam Mỹ trong mấy tuần qua bỗng dưng Covid nó hạ rất là thấp. Nó xuống không biết người ta không hiểu tại sao nó lại rất là xuống nhiều lắm giờ uh, yeah, nó xuống nhiều những quốc gia như Argentina, như là Brazil bây giờ. Brazil thì còn ăn hơi khá nặng như mình. Argentina, Colombia, Ecuador, uh, Peru nó hạ lắm. Cho nên tôi lang thang tích xuống như Nam Mỹ. Mà đã đi Nam Mỹ thì rất là xa. Từ Bắc Mỹ bay xuống như Nam Mỹ xa lắm. Nên tôi đi rất là lâu. Lâu tôi đã thuê ít nhất là một chỗ hai tuần bao nhiêu ấy. Tôi sẽ nằm ở từ bên phía Nam Mỹ Tôi sẽ theo dõi tình hình tất cả những gì từ phía Nam Mỹ. Tôi sẽ làm chương trình từ phía Nam Mỹ. Chương trình thì tôi chỉ làm từ bên kênh Góc Nhìn Hoàng Di Hùng. Còn kênh fan và gia đình Góc Nhìn Hoàng Di Hùng tôi không có làm. Vì tôi không, không có muốn mang máy móc xuống dưới đó bây giờ. Nếu mà nằm ở dưới Nam Mỹ đó, mà tôi thấy thuận lợi. Thí dụ như là đầu tháng 10 hay là giữa tháng 10 hoặc là, là tháng 11 á mà có chuyến bay về Phú Quốc hay Vân Đồn mà tôi thấy thuận lợi Thì có thể tôi bay từ Nam Mỹ vô thẳng Việt Nam à, Tuyến đi từ Nam Mỹ cũng có nhiều tuyến đi lắm Nhưng mà tôi Chuyến này là tôi thích lang thang ở dưới Nam Mỹ thật lâu Thưa quý vị Có những người hỏi tôi là Tại sao không về Việt Nam à, Cho tháng 9 này có thể có đường bay rồi về việt nam trong kỳ này không có làm được gì hết vì dịch bệnh còn rất là phức tạp việt nam rất là phức tạp vì chưa đủ chích ngừa và delta biến thể delta còn quá mạnh ở bên việt nam dầu rằng tôi đã chích ngừa ba mũi nhưng mà quy định của việt nam chống dịch rất là khó không đi đâu được hết về thì nằm chỗ đó làm gì và còn nhiều khi gây phức tạp cho nhà nước cho người dân trong cái giai đoạn mình chưa cần thiết đợi đợi có thể là tháng 11 tháng 12 đâu có gì vội vã dịp giáng sinh nó càng vui nữa nên tôi có trả lời với một số anh em có gọi hỏi thăm tôi là đi đâu thiệt nó thiệt đi tôi nói đi, đi 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 năm mỹ mà tôi đâu có giấu làm gì đâu tôi đi colombia Tôi lên chỗ Bogota trước Rồi tôi đi đâu đó xuống dưới Nam Mỹ Tôi có vé đi lâu mà à, Tôi đi lâu vậy đó Còn đi về Việt Nam thì Không có làm được gì hết Cứ vị cái thử tưởng tượng coi bay thế nhiều bay xuống dưới uh, Bay vô Vân Đồn Rồi được ra Hà Nội Hà Nội đi thí, thí, dụ vậy đi à, Bây giờ Hà Nội chỉ thị 20 Xét giấy đi đường Đủ thứ xin được cái giấy đi đường Ở Việt Nam bây giờ khó lắm Chứ đâu có đơn giản vậy mà rồi người dân đang dịch tùm lum hết rồi mình đi để làm gì có phải vậy là mình vô ý thức không mình gây khó khăn cho chính mình còn gây khó khăn cho người dân và gây khó khăn cho những chiến sĩ đã làm công việc hay không nên không tôi không có vào tôi không có vào vào cái dịp này không có vào vào dịp này đợi khi nào việt nam kiểm soát được dịch đợi khi nào việt nam kiểm soát được dịch và dịch xuống rồi thì lúc đó tôi mới bay vào có thể đó là tháng 11, có thể đó là tháng 12, cũng có thể đó là sang năm. Không có gì vội vàng hết á, có thể đó là sang năm. Trong khi mà đang đợi như vậy thì tôi cứ lang thang ở dưới Nam Mỹ, có thể là hai tuần, có thể là một tháng, có thể là hai tháng, có thể là ba tháng, có thể ở dưới đó luôn. Hmm, hmm, như đó luôn cũng hay. sướng đó bây giờ nếu mà ở dưới đó luôn thì sao đây? Cưới em một cô Maya luôn ha cưới người dân thổ dân ở đó rồi mình mình đóng khố mình ở đó luôn ha à, ở Maya thì đế quốc Maya nó rộng lớn từ bên phía Cancun Peninsula nó qua tới xuống với Trung Mỹ rồi, rồi xuống tuốt ở dưới, dưới Nam Mỹ cũng có thôi quý vị ở dưới Nam Mỹ thì nhiều 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 chi nhánh may ra à, đó nhưng mà quý vị đừng có tưởng bởi nha ở dưới Colombia đa số là người à, người Âu châu hồi ở dưới đó rất là nhiều Âu châu quý vị biết là thi hoa hậu trên thế giới đó đa phần là quốc gia Venezuela và Colombia ở dưới đó đẹp lắm chứ không phải giống như là quý vị tưởng tượng là giống như người thổ dân xấu xí đâu không phải vậy đâu mà Colombia thưa quý vị hồi xưa thì họ trồng rất là nhiều thuốc phiện và băng đảng thì mạnh nhưng từ khi mà Venezuela dưới thời của ông tổng thống Maduro bây giờ gặp những cái sự cấm vận của thế giới tây phương và Hoa Kỳ thì Colombia phát triển mạnh Colombia bây giờ đó là nơi mà người dân Venezuela chạy qua để trốn bên đó ẩn trú bên đó và vấn đề tệ nạn và vấn đề mà thuốc phiện đó, thì Colombia diệt khá hơn nhiều rồi thì tôi đi xuống như Colombia một thời gian không biết lúc nào xong vé máy bay mua rồi mua và để để trống để trống khi nào về thì về không về thôi từ Colombia đó khi mà Colombia mở cửa tôi có vị là là bay về lại Mỹ dễ không có khó khăn gì hết dễ dễ à cái vé trống đó cũng thêm vài chục phần trăm là lúc nào đi cũng được hết á. dễ lắm Quý cái vị mà đã ở Colombia rồi là quý vị thấy rằng là rất là vui nhất là các cái bãi biển đẹp của Colombia tôi kỳ này tôi không xuống các thành phố biển tôi chỉ ở Lúc đầu là một thời gian dài là ở ngay thủ đô, ngay thủ đô Bogota. Ngay thủ đô Bogota, chủ trương của tôi là đi bộ, đi bộ cho nó khỏe. Ở trên đó là thành phố trên núi cho nên nó mát mẻ. Tha hồ mà đi bộ, đi cho nó toát mồ hôi ra. À, vậy thì là quý vị biết là tôi chuẩn bị đi Bogota, Colombia thời gian cứ thường lúc đầu là hai tuần đã để xem thử và nếu mà thấy rằng là dịch ở Việt Nam mà tốt lành mà để ấy thì có thể tôi bay từ đó về Việt Nam luôn có thể để mua vé từ đó đi còn không thì cứ tiếp tục ở dưới 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 Nam Mỹ đi từ Bogota sang xuống dưới Ecuador cũng được rồi nếu mà Ecuador mở cửa Ecuador và Bogota thì chưa có mở cửa được khổ có cái là tôi còn có thẻ thông hành passport của Mỹ cho nên nên là à, quốc gia nào mở cửa cho Mỹ thì tôi mới đi được dễ dàng hiện giờ là Colombia mở cửa cho Mỹ nhưng mà Ecuador thì chưa cho nên thấy đợi quốc gia nào mở cửa thì tôi đấy như vậy đây là chuyến đi lang thang của tôi lần thứ bảy trong năm 2021 à, khi mà giàu có dịch nhưng mà tôi đã chích ngừa họ mở cửa là tôi đi tôi đi lang thang giống như những năm trước tôi đi như vậy thôi đó là ban chủ cái ban lang thang hoàng di hùng nghèo khổ nên phải cứ đi lang thang miết tôi nói chuyện với anh nhân với chị hải vì tôi bu gia cư mà đi lang thang thì mình lang thang khắp nơi trên thế giới anh nhân với chị hải cũng cười miết thì họ tôi cũng họ nói, chúng tôi cũng đang lang thang lang thang từ tô tới tận nhà ông khùng cả ngàn cả không phải ngàn đâu cả vạn vạn cái số thưa quý vị đó là câu chuyện tôi chuẩn bị đi uh, Bogota hôm nay là dọn dẹp sạch hết giặt vũ xong hết tất cả mọi chuyện để trong nhà ngăn nắp xong rồi để đó, chuẩn bị xong làm bằng những cái số chương trình rồi có một số chương trình nằm nữa để mình bay cho nó dễ đó mà rồi thì đợi ông đợi để đi là ra phi trường đi à, thì quý vị sau chương trình này còn có những cái chương trình tiếp tục tôi vẫn tự làm từ đây và tôi cũng sẽ làm thêm một số chương trình nằm cũng từ đây nhưng là trong vài ngày nữa thì quý vị khi mà tôi đã xuống với uh, Bogota rồi thì tôi sẽ làm chương trình phát sóng từ ở dưới Bogota bên kênh Góc Nhìn Hoàng Dư Hùng. Thì quý vị sẽ không còn có những chương trình ở bên kênh gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Dư Hùng. Với một thời gian, tôi không biết bao nhiêu ngày, nhưng mà với một thời gian cũng thuận lợi tùy thôi. Nếu mà mọi chuyện mà đẹp Việt Nam mở cửa thì tôi bay luôn từ đó Còn nếu không thì tôi cũng nằm ở đó và bay về lại Mỹ Hoặc là đi xuống nghe lang thang Tôi giờ sống cuộc sống lang thang vô gia cư thứ thiệt Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả theo dõi Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau